mình chào các bạn nha đây là cái hình cờ thế nha các bạn hiện tại là cái hình cờ thế này á là các bạn thấy không bên đỏ là có hai pháo nè bên xe, một xe nè một ngựa nè bên xanh là có là một xe một ngựa và một chốt nè mà với hình cờ này thì nếu mà các bạn nghiên cứu các bạn thấy nè hiện tại là nếu bên đỏ mà đi trước là bên đỏ không thể thắng cho nên bên xanh đi trước thì bên xanh sẽ thắng bây giờ mình tiếp tục bên xanh tiếp tục đi nè các bạn Đầu tiên là các bạn đi bên xanh là chốt Chiếu Chiếu hả? Tướng phải ăn lên thôi, tướng không ăn lên là không được Cho nên là tướng ăn nè Tướng ăn lên luôn Ăn qua chốt Ăn qua chốt thì chỉ có một cách là bây giờ xe của chúng ta Chiếu Bí luôn Tôi đến chào các bạn nha